Anh ăn gì vậy? Ăn vội miếng bánh rồi ra làm. Anh làm gì vậy? Là MC, làm ca sĩ. Chương trình mà phim nhiều chức vụ quá. Ôi vậy sao? Không kịp ăn. Chàng ơi, đúng không? Anh ăn giảm cân hả? Tôi không giảm đâu, giảm mà giờ này ăn đồ béo nè. Mà ăn lén lút. Ăn lén lút mà quay ta. Sao anh không ăn dữ thật tụi. Anh ăn có ăn một em ăn đúng không? Vậy? Anh ăn một cho em ăn đúng không? Chị làm gì vậy? Chị chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp. Tiếp mục gì vậy? Tiết mục sắp ca. Sao chị hát nhiều vậy? Hát nãy giờ chưa xong hả? Hả? Chưa xong. Hát nãy giờ chưa hết hả? À, đâu có nhiều đâu, lai sơ mà. Mini lai sơ. Ủa, chị Liên mấy tiết mục? Bốn tiết mục. Chàng ơi. Ủa vậy em mấy tiết mục, Kali? Em hả? Em có 5 tiết mục hả chị? Ê, như em ở mối đúng không? Số nào em cũng 5 tiết mục. Anh nhớ hồi xưa giờ cái nào cũng 5 tiết mục hả? Đúng rồi. Đúng lý ra là em 4 tiết mục đó. Mà anh ba thấy em tội nghiệp quá, anh ba cho em hết đơn bài. Có tội nghiệp mà được thêm á. Không có, hồi đó từ đầu nói sợ không dám nhảy gì đó. Anh làm gì vậy? Anh vừa thay quần. Anh quên thay quần. Thay quần. Không ai quay em luôn. Ủa? Ủa? Rồi, bộ đồ này Kali hát, hát cái gì vậy? Em hát bài dân câu. Dân câu hả? Trời ơi. Dân câu mà có thùy mị chứ nè. Thùy mị chứ chị. Thùy mị chứ. Hát với ai? Em hát với anh Tài. Trời ơi. Ủa nó đâu ta? Rồi nó đâu rồi? Nó đâu? Không thèm tập dợt luôn. Không thèm tập dợt. Anh cuốn sao đừng cho nó hát. Cuốn sao đừng cho nó hát. Tại nó không, tại nó không có tâm với nghề. Mà nó còn nói gì nữa nè, nó nói là hát cho lẹ lẹ đi để cho nó đi về, tức là nó không có chào kết. Lại trời, anh ba nói sao đứa nào không chào kết sao? Thì mình cũng phải tôn trọng cái quyết định của người ta chứ, tao bằng quá mà. Tôn trọng hả? Tôn trọng quyết định của người ta thì mình không có dám mà để có ngỏ lời mời. Dạ, cuốn tới là không có dám luôn hả? Ba dạ, dạ. Đó, em làm cái này bằng chứng nha anh ba. Dễ, anh ba dễ dàng lắm. Chứ ai không chào cứ thì thôi. Mà thôi có hai nghĩa. Hai nghĩa gì? Thôi nó có hai nghĩa. Có nhiều người không có hiểu luôn á. Không có đâu, người ta hiểu hết á. Thôi luôn đó. Nó nói rõ ràng rồi. Nếu vậy thì chúng ta mới có dịp gặp nhau thường xuyên đó, hiểu không? Chúng ta phải đoàn kết với người ta thường xuyên đó. Yeah, mình phải nói cái câu nó rõ ràng vậy không? Biết mẹ chứ. Mà bị đặc điều. À, bị đặc điều. Tội nghiệp em đó. Tội nghiệp em đó. Không phải, không lẽ cứ Tài cuốn tới chị em tông ca tôi tiếng anh lên đường. Hát sao? Tài thích cái bài đó lắm. Tài thích của nó đó. Bài thích của nó hả? Ý, ăn hết cái bánh bao rồi kìa. Tài ơi.